Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe MG5 nhé, dòng xe thuộc phân khúc cỡ C sedan của nhà MG. Mà trong cái video ngày hôm nay, những ngày đầu tháng 10 của năm 2023, em xin phép được đi vào chia sẻ cập nhật giá xe này, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất ở cái thời điểm đầu tháng 10, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu dòng xe MG5 này thì có thể nắm được. Dòng xe MG5 này sẽ có 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, nhưng đặc biệt cái phiên bản ở giữa là phiên bản Comfort, là bên em hiện tại là đang chưa có kế hoạch nhập về, cũng như là những cái phiên bản này nó rất là ít xe nên là em sẽ không chia sẻ, và em sẽ chia sẻ với cái phiên bản 1.5 Luxury và 1.5 tiêu chuẩn thôi anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh, cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em ạ. Dòng xe MG5 này thuộc phân khúc cỡ C, nó đang cạnh tranh với chiếc xe Mazda 3 này, cạnh tranh với chiếc xe Toyota Altis, hay là cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Elantra, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái tầm tiền thì nó lại rẻ hơn cả chiếc xe Toyota Vios cơ, và nó chỉ ngang với chiếc xe Kia Morning thôi anh em ạ. Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi tiếp vào chia sẻ chi tiết cho anh em. Đầu tiên đó là cái phiên bản MG5 1.5 tiêu chuẩn. Bản này đang có mức giá là 523 triệu. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm đầu tháng 10 thì đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 95 triệu. Giá xe đâu đó cũng chỉ còn vào khoảng 428 triệu thôi, đúng không ạ? Với tặng anh em 30 triệu tiền phụ kiện nữa anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 502 triệu, trả góp thì đang là 146 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 492 triệu, trả góp thì đang là 136 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 473 triệu, trả góp thì đang là 118 triệu. Đó. Với cái tổng lăn bánh này thì thực sự nó chỉ còn rẻ hơn cả chiếc xe Kia Morning cơ anh em ạ. Cái bản GT9 nó còn cao hơn cả cái bản 1.5 tiêu chuẩn này đó. Nhưng mà thực sự cái bản tiêu chuẩn này nó vẫn cực kỳ là rộng rãi, vẫn là đẹp, cực kỳ nhiều option đó. Còn anh em nào cảm thấy phù hợp với cái mức giá em chia sẻ mà đang quan tâm muốn tìm hiểu dòng xe MG5 này thì gọi ngay cho em đi, để em gửi chính sách giá bán cũng như là để chia sẻ chi tiết về option xe, nó sẽ chi tiết cụ thể nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái bản thứ hai, đó là cái bản MG5 1.5 Luxury. Bản này đang có mức giá là 588 triệu. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm đầu tháng 10 thì đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 118 triệu. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 470 triệu thôi anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 551 triệu, trả góp thì đang là 160 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 540 triệu, trả góp thì đang là 149 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 522 triệu, trả góp thì đang là 131 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại, về quà tặng, cũng như là tính tổng lăn bánh rất là chi tiết cho anh em hai cái phiên bản của dòng xe MG5 ở thời điểm đầu tháng 10 rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh của em là chuyên chia sẻ về cập nhật giá xe liên tục, để cho anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu thì có thể là cập nhật được cái giá xe nhanh nhất anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. Oh, 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 oh